Chúng ta xong tiếp với bài số 4 để bài yêu cầu chúng ta điền số thích hợp vào trong ô trống. Phép tính đầu tiên 5 cộng 7 cộng 6 bằng 5 cộng 7 thì bằng 12, 12 cộng 16 bằng 6 cộng 2 bằng 8 8, hạ 1 viết 1 chúng ta được 18. 9 cộng 7 cộng 1 bằng 9 cộng 7 thì bằng 16, 16 cộng 1 thì bằng 17. Vậy chúng ta điền số 17. Thế tiếp theo, 3 cộng 9 cộng 4 bằng 3 cộng 9 thì bằng đúng rồi 12 12 cộng 4 thì bằng 2 cộng 4 bằng 6 viết 6 hạ 1 viết 1 chúng ta được 16 8 cộng 5 cộng 6 8 cộng 5 cộng 6 8 cộng 5 thì bằng 13 rồi 13 cộng 6 bằng bao nhiêu nhỉ à, 3 cộng 6 bằng 9 viết 9 1 hạ 1 viết 1 chúng ta được 19 6 cộng 8 cộng 1 bằng 6 cộng 8 thì bằng 14 rồi. 14 cộng 1 bằng 4 cộng 1 bằng 5. Hạ 1 viết 1 chúng ta được 15. 4 cộng 7 cộng 2. 4 cộng 7 thì bằng 11. 11 cộng 2. 1 cộng 2 bằng 3 viết 3. Hạ 1 viết 1 chúng ta được 13.